Chiến trường Ukraine liên tiếp diễn ra những tình tiết gay cấn. Kyiv tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở nhiều khu vực, gây ra thiệt hại lớn cho quân Nga. Trong một động thái đáng chú ý, Ukraine bất ngờ yêu cầu cư dân Crimea chuẩn bị hầm trú bom và tích trữ vật tư. Kyiv đang tính toán nước cơ gì? Căng thẳng vẫn chưa dừng lại ở đó. Mới đây truyền thông nga đưa tin Ukraine bí mật nhận tên lửa ZFSM từ Đức có thể nâng tầm bắn lên 500 km, đặt ra mối đe dọa cực lớn cho kho tàng quân sự Nga trên bán đảo Crimea. Tại Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Truss chính thức trở thành tân thủ tướng, hứa hẹn một lập trường cứng rắn với Moscow. Một số tin nóng khác Quan chức Anh, Nga vẫn chưa đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Chủ tịch Trung Quốc lần đầu công du nước ngoài kể từ cuối năm 2019. Thẩm phán chấp nhận yêu cầu của ông Trump về giám sát tài liệu. Tất cả sẽ được cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi mục tin nóng sáng ngày 6 tháng 9 được phát sóng trên các nền tảng của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin hôm nay xin mời quý vị đến với những thông tin nóng nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong một bản cập nhật vào tối thứ Hai rằng, quân đội của họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trong ngày 5 tháng 9. Bộ này viết, Quân phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi thành công các nỗ lực tấn công của đối phương trong các khu vực định cư của Bilohorivka, Hryhorivka, Pokrovske, Bakhmutske, Lozove, Spartak, Soledad, Zest-TV và Semihiria. Ở hướng Kramatov, quân đội Ukraine đã thành công về mặt chiến thuật và đánh bật kẻ thù ra khỏi các vị trí mà họ đã chiếm trước đó. Các lực lượng phòng thủ của Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động phòng thủ, duy trì các danh giới xác định và ngăn chặn những kẻ xâm lược tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Theo Bộ Tổng Tham mưu, quân đội Nga đã thực hiện 40 cuộc tấn công bằng nhiều hệ thống tên lửa và 25 cuộc không kích. Quân đội Ukraine tiếp tục tuyên bố tấn công thành công bằng cách sử dụng pháo tầm xa ở Kherson và Kharkiv. Quân đội cho biết, kết quả của một cuộc tấn công thành công bằng hỏa lực trong khu vực định cư Kupians của vùng Kharkiv là quân chiếm đóng mất hơn 100 quân nhân thiệt mạng và bị thương. Hai phương tiện chiến đấu bị phá hủy. Tại thành phố Kherson, hơn 30 lính Nga và 3 xe tăng bị bắn trúng và một tổ hợp tên lửa phòng không và 6 xe vận tải của địch đã bị phá hủy ở khu vực cầu Andriivsky. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói thêm rằng, các hành động thành công của lực lượng phòng vệ đã dẫn đến việc vô hiệu hóa các giao lộ trong khu vực Kherson và một lần nữa vô hiệu hóa nỗ lực của kẻ xâm lược nhằm tiếp tục chuyển quân qua sông Dnipro. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Ukraine hôm thứ Hai ngày 5 tháng 9 yêu cầu người dân Crimea chuẩn bị các hầm trú bom và tích trữ vật tư khi Kyiv thúc đẩy kế hoạch phản công lớn nhằm đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ. Ukraine trong nhiều tuần đã thông báo với người dân ở miền Nam rằng hãy sẵn sàng và sơ tán trước khi nước này tiến hành một cuộc phản công. Tuy nhiên, cảnh báo hôm thứ Hai rất đáng chú ý vì nó được gửi đến các cư dân của Crimea, nơi mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Bán đảo Crimea được cho là ngoài tầm bắn của vũ khí Ukraine. Mặc dù một số vụ nổ gần đây tại các địa điểm quân sự của Nga ở Crimea đã đặt ra nhiều nghi vấn, Kyiv từ chối nhận trách nhiệm về các vụ việc này. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mikhail Polyak cho biết, Chúng tôi yêu cầu cư dân của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, bao gồm cả bán đảo Crimea, tuân theo các khuyến nghị của các quan chức Ukraine trong các biện pháp giải phóng khu vực bị chiếm đóng. Ông viết trên Twitter, Đặc biệt, hãy chuẩn bị một hầm tránh bom, tích trữ đủ lượng nước và sạc điện, mọi thứ sẽ là của Ukraine. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm thứ Hai ngày 5 tháng 9 nhận định, sau hơn 6 tháng xâm lược Ukraine, Nga vẫn chưa đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Ông nói thêm, Nga tiếp tục mất thiết bị và nhân sự đáng kể, và những tổn thất này sẽ ảnh hưởng lâu dài đến hiệu quả chiến đấu trong tương lai của Moscow. Bộ trưởng Wallace cho biết, trong một tuyên bố gửi tới các nhà lập pháp tại Hạ viện rằng Người ta ước tính cho đến nay đã có hơn 25.000 binh sĩ Nga thiệt mạng nếu tính cả số người thiệt mạng, bị thương, bị bắt hoặc hàng chục nghìn lính đảo ngũ được báo cáo thì có đến hơn 80.000 người chết hoặc bị thương và các loại khác. Bộ trưởng Quốc phòng Wallet còn cáo buộc Tổng thống Putin vũ khí hóa năng lượng và kêu gọi các thành viên quốc hội thông báo tình hình công việc với cử tri của họ. Ông Wallet cũng kêu gọi sự thống nhất trên toàn châu Âu trong mùa đông sắp tới vị quan chức quốc phòng Anh nói. Nếu chúng ta không sát cánh cùng nhau, chúng ta không giải quyết vấn đề ngay bây giờ, thì những mối đe dọa này sẽ không tự biến mất. Chúng ta không nên quên điều này. Tuy thật đáng buồn, nhưng nó là một cơ hội để đa dạng hóa nguồn cung của chúng ta và sẽ tốt hơn với tất cả mọi người nếu xét về lâu dài. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Truyền thông Nga cho rằng, Đức đã âm thầm chuyển giao tên lửa ZFSM cho Ukraine để sử dụng trên các tổ hợp pháo phản lực HIMARS. Điều này sẽ trở thành một mối đe dọa đối với kho tàng quân sự Nga trên bán đảo Crimea. Theo trang tin quân sự Top World, cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ về việc cung cấp tên lửa Atex chỉ là vỏ bọc bởi nhiều khả năng Ukraine đã nhận được một số tên lửa ZFSM từ Đức. Tên lửa ZFSM hỗ trợ hỏa lực liên hợp đang được tập đoàn MBDA phát triển để sử dụng trên các tổ hợp HIMARS và M270, có thể tăng tầm bắn các vũ khí của Ukraine từ 300 lên 500 km. GFSM có chiều dài 2,6 m, sải cánh 1,5 m và trọng lượng khởi điểm là 250 đến 300 km. Ứng dụng công nghệ tàng hình cao, tên lửa hành trình thế hệ mới GFSM được đánh giá nguy hiểm hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATEX. Do bay ở độ cao thấp, tên lửa dễ dàng qua mặt được các hệ thống phòng không của đối phương. Đầu đoạn của GFSM có sức công phá lớn, có thể phá hủy các cơ sở tiêu chuẩn, căn cứ quân sự. Được biết, đầu đoạn chiếm tới 30% khối lượng của tên lửa, do đó uy lực của nó có thể xếp ngang hàng với tên lửa GMLRS. Tên lửa sử dụng hệ thống quan tính kết hợp định vị vệ tinh trong giai đoạn đầu. Đầu do ảnh nhiệt thụ động có tác dụng nhận dạng vật thể khi tiến hành công kích. Khả năng chuyển hướng tên lửa sau khi phóng cũng như hủy bỏ nhiệm vụ trong chuyến bay cũng được thiết kế. Bên cạnh đó, GFSM có thể sử dụng một tuyến đường phi tuyến để tiếp cận mục tiêu, với hướng đi, độ cao và vận tốc có thể lập trình được. Tên lửa có khả năng liên kết dữ liệu cho phép lập kế hoạch nhiệm vụ từ xa và thiết lập thông tin liên lạc để dễ dàng điều khiển tấn công mục tiêu. Nếu như tên lửa GFSM thực sự xuất hiện trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine hoàn toàn có thể phá hủy hệ thống cầu đường, sân bay, căn cứ quân sự nằm trên bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Kính thưa quý vị và các bạn, tối ngày 5 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Đảng Bảo thủ cầm quyền ở Anh công bố tân thủ tướng là Ngoại trưởng Liz Truss. Bà dự kiến chính thức nhậm chức sau quy trình chuyển giao quyền lực. Theo kết quả công bố vào khoảng 18 giờ 40 phút theo giờ Việt Nam, Bà Truss, chiến thắng cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của Đảng Bảo thủ Anh với 81.326 phiếu, chiếm 57,4%. Trong khi đối thủ là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak được 60.399 phiếu, chiếm 42%. Tân lãnh đạo đảng cầm quyền sẽ nắm trong tay thế đa số trong quốc hội và chính thức trở thành tân thủ tướng Anh, thay thế ông Boris Johnson sau quy trình chuyển giao quyền lực vào ngày 6 tháng 9. Kết quả trên không mấy bất ngờ khi trước đó bà Truss được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều tháng qua với ông Sunak. Cả bà Truss và ông Sunak là những ứng cử viên đứng đầu sau 5 vòng bỏ phiếu liên tiếp của đảng bảo thủ, rút gọn từ 8 ứng cử viên xuống còn 2 ứng cử viên. Trong phát biểu chiến thắng, bà Truss bày tỏ vinh dự khi được bầu làm lãnh đạo đảng bảo thủ và cảm ơn các thành viên trong đảng đã tổ chức một trong những cuộc phỏng vấn xin việc dài nhất trong lịch sử. Bà cũng cảm ơn người bạn Boris Johnson của tôi, và ca ngợi đối thủ Rishi Sunak cho biết cuộc chạy đua giữa hai người đã thể hiện tầm sâu rộng của các tài năng trong đảng bảo thủ. Bà nói: Tôi sẽ khai triển kế hoạch táo bạo nhằm cắt giảm thuế và phát triển nền kinh tế, cũng như đối phó khủng hoảng năng lượng, giải quyết vấn đề hóa đơn điện của người dân và những vấn đề dài hạn với nguồn cung cấp năng lượng. Bà Truss có quan điểm rất cứng rắn với Moscow và từng cam kết sẽ giải mật thêm thông tin tình báo để vạch trần những nỗ lực của Nga nhằm phá hoại phương Tây. Hồi tháng 6, bà tuyên bố các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát ở Ukraine đều là chiếm đóng phi pháp. Trong cuộc tranh luận ngày 25 tháng 7, bà Truss tuyên bố sẵn sàng đối mặt trực tiếp với Tổng thống Nga Putin tại hội nghị G20. Tuy vậy, bà cũng phải đối mặt với rất nhiều thách thức sau khi lên nắm quyền. Anh đang đứng trước những gì mà các nhà nghiên cứu gọi là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ trước Thế chiến II. Do khủng hoảng khí đốt trên thị trường quốc tế, các hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình Anh đã tăng gấp đôi kể từ mùa xuân và có thể tăng gấp 3 vào đầu năm 2023. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, có tới 1,7 triệu hộ gia đình Anh có thể không thanh toán nổi hóa đơn điện. Khí đốt sau đợt tăng giá tiếp theo vào tháng 10 dự kiến ở mức 80%. Chuyển sang một tin tức khác. Ngày 5 tháng 9, Bộ Ngoại giao Kazakhstan thông báo chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm nước này vào ngày 14 tháng 9. Nếu diễn ra đúng kế hoạch thì đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cuối năm 2019. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kazakhstan, Ibek Shmadijarov cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp tổng thống Kazakhstan Kasim jomart Tokayev và ký kết một số thỏa thuận song phương. Kazakhstan có mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc là nhà cung cấp khoáng sản, kim loại và năng lượng cho quốc gia láng giềng. Chuyển sang một tin tức thế giới khác. Thẩm phán chấp nhận yêu cầu của ông Trump về giám sát tài liệu. Kính thưa quý vị, Thẩm phán ở Florida đồng ý bổ nhiệm chuyên gia đặc biệt để xem xét tài liệu FBI thu giữ từ dinh thự Malago theo yêu cầu của ông Trump. Alan Cannon, thẩm phán tòa phúc thẩm ở tiểu bang Florida của Mỹ ngày 5 tháng 9 tuyên bố, tòa án đã phê chuẩn yêu cầu bổ nhiệm chuyên gia đặc biệt để xem xét những tài liệu mà FBI đã tịch thu từ nhà ông Trump. Chuyên gia đặc biệt là bên thứ ba độc lập, thường là luật sư, có trách nhiệm xem xét, sang lọc các tài liệu được bảo vệ bằng đặc quyền luật sư, thân chủ, hoặc đặc quyền hành pháp. Sau khi khám xét dinh thự Malago hồi đầu tháng 8, các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã mang theo 33 thùng tài liệu, chứa hơn 100 tài liệu mật của chính phủ Mỹ. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avery Hannes ngày 26 tháng 8 thông báo với Quốc hội rằng, các chuyên gia phân tích sẽ đánh giá tài liệu mật để xác định nguy cơ đối với an ninh quốc gia nếu nội dung của chúng bị tiết lộ. Ông Trump hôm 2 tháng 8 gửi đơn kiện đến Tòa án Liên bang ở Florida đề nghị thẩm phán chặn FBI đọc những tài liệu thu tại Malago đến khi có chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát. Các luật sư của ông Trump cho biết rằng, bổ nhiệm chuyên gia đặc biệt là bước quan trọng để giám sát chính phủ. Tuy nhiên, trong một thông báo gửi tòa án ngày 29 tháng 8, Bộ Tư pháp của Mỹ cho biết các đặc vụ FBI đã đọc và hoàn thành đánh giá sơ bộ những tài liệu tịch thu từ dinh thự Malago, đồng thời phân loại riêng những hồ sơ có thể liên quan đến đặc quyền luật sư thân chủ. Những đặc vụ đọc hồ sơ của FBI thuộc nhóm đánh giá đặc quyền, không liên quan của điều tra cáo buộc ông Trump lưu trữ bất hợp pháp tài liệu chính phủ. Thẩm phán ở Florida hôm 12 tháng 8, công khai lý do FBI lục soát nhà ông Trump là nghi ngờ có hành vi vi phạm đạo luật gián điệp. Đạo luật này quy định hành vi lấy hoặc lưu trữ bất hợp pháp thông tin an ninh quốc gia là phạm tội. Thưa quý vị, Mục tin nóng sáng ngày 6 tháng 9 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.